tình hình là mới trúng đề nên mình đang mê với con laptop gaming. Xem nào, 25 triệu á, đắt thế. Mẹ, con laptop kia mình có 25 triệu còn chưa đắt. Đặt rồi, có sale màn hình luôn ta. 7 cu màn hình game mình, 7 cu màn hình game, 7 cu màn hình game, 7 cu màn hình game mình, cho nó mua Đúng là đéo biết gì mãi kiểu đi. công nghệ. Con màn hình kia mình cũng 7 triệu còn kêu ca gì nữa. Lúc nào cũng đòi rẻ. Tiền ít mà con đòi hít thơm. Đi ạ. Thời ra mình căng, nhiều tiền của khác. À, biết cái gì? Vâng, đấy là mấy cái thằng trẻ trâu thì nó sẽ nói thế. Còn là mình sẽ ngồi đây để chia sẻ với các bạn về đồ công nghệ. Mà cụ thể ở đây, đó chính là đồ gaming. Chính vì yêu cầu khắt khe của việc chơi game, nó cao hơn rất là nhiều so với những cái tác vụ sử dụng máy đơn thuần. Thế nên định nghĩa về một sản phẩm gaming giá rẻ, nó cũng khác hoàn toàn so với bình thường. Có thể là đối với đại đa số người dùng thì một chiếc laptop được gọi là giá rẻ, nó sẽ rơi vào khoảng là dưới 10 triệu đồng. Nhưng laptop gaming giá rẻ thì nó sẽ đắt gấp đôi, thậm chí là gấp 3 chỗ đó. Mà màn hình gaming thì thậm chí nó còn đắt hơn gấp 4, gấp 5 lần so với màn hình giá rẻ mà mọi người vẫn thường nghĩ cơ. Vậy thì tại sao đồ gaming nó lại đắt đến như vậy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Đầu tiên chúng ta hãy nói về màn hình trước tiên đi. Thì nếu chỉ là màn hình đơn thuần thôi ấy, thì ok, 1-2 triệu đã được coi là rẻ rồi. Nhưng mà nhắc đến màn hình gaming ấy, thì rẻ của nó cũng phải là lên đến 6 đến 8 triệu cơ. Bởi vì để có thể đạt được những tiêu chuẩn cho một chiếc màn hình gaming thì chúng bắt buộc phải được trang bị thêm những yếu tố để giúp bạn có được những trải nghiệm chơi game sướng hơn, có lợi thế lớn hơn người khác trong cùng một trận đấu. Ví dụ như là màn hình tần số quét cao 144Hz để có thể chơi mượt hơn này, tốc độ phản hồi thật nhanh 1 ms để có thể loại bỏ hiện tượng bóng ma chuyển động chẳng hạn. Và tất nhiên rằng những thứ đó sẽ làm cho một chiếc màn hình đạt tiêu chuẩn gaming nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Bây giờ một số anh em muốn tìm màn hình gaming có mức giá 3 triệu. Mình nói thẳng luôn là tại thời điểm này chả có màn hình gaming nào có mức giá 3 triệu cả. Hay là một số anh em chê một số màn hình gaming có mức giá 6-7 triệu là đắt. Ok, vậy thì nếu 6-7 triệu cho một màn hình gaming là đắt thì anh em hãy cứ liều mình với một số hãng chưa có tên tuổi, một số hãng tự phát đến từ Trung Quốc như là HKC hay là ThinkView. Những chiếc màn hình đến từ các thương hiệu tự phát đó thì giá rẻ hơn được khoảng vài trăm đến 1 triệu, nhưng mà chất lượng thì lại chưa qua kiểm chứng hoặc là chưa được đảm bảo. Có những sản phẩm ấy chỉ khi qua thời gian ban đầu, thời gian bảo hành 2-3 năm gì đấy thì nó mới bắt đầu phát sinh ra lỗi hàng loạt cơ. Mà nhắc đến cái thương hiệu ThinkView thì mình lại càng ức chế. Nó giống từ cái tên nói ra, ThinkView, nó giống từ cách viết logo chữ T, chữ V viết hòa. Để hôm nào mình phải kiếm một cái màn hình ThinkView review cho anh em xem mới được. Rồi chưa hết, có những thương hiệu họ đặt sản xuất OEM hàng loạt rồi sau đó không bán được sản phẩm và công ty giải thể. Khi đó thì người dùng chúng ta không biết tìm ai để bảo hành cả. Điều này rõ ràng là không hiếm, ngay cả trong thế giới công nghệ cũng vậy. Đó là về màn hình gaming, và trường hợp tương tự nó cũng sẽ xảy ra khi nhắc đến laptop gaming. Vâng, xin thưa các bạn là laptop gaming có mức giá khoảng từ 20 cho đến 30 triệu thì vẫn chỉ được coi là laptop gaming giá rẻ hoặc là laptop gaming phổ thông mà thôi. Bởi vì như các bạn đều biết đấy, laptop gaming thì nó sẽ chú trọng hiệu năng đúng không? Nhưng mà chưa dừng lại đó đâu. Từ hiệu năng nó kéo theo hệ thống tản nhiệt, mainboard, có những sự thay đổi về BIOS, tăng xung, giảm xung ra sao. Nói chung rất là nhiều thứ. Và tất nhiên rằng những thứ đó nó sẽ khiến cho laptop gaming mặt bằng chung độn mức giá lên rất là nhiều. Có những bạn bảo là 25 triệu cho con HP Pavilion Gaming 15 hàng chính hãng mới 100% là đắt. Đi mua Alienware cho xong. Ok, nếu mà các bạn tìm được một chiếc Alienware nào 25 triệu hàng mới 100% như con HP Pavilion Gaming 15 thì inbox cho mình sẽ mua vài con luôn. Thực ra thì mình rất là hiểu tâm lý của anh em là tại sao mọi người lại nói những cái sản phẩm đó là đắt. Đối với bản thân mình thì mình cũng như vậy thôi. Khi đi mua một chiếc laptop gaming 25 triệu thuộc phân khúc giá rẻ nhá, mình cũng rất là đắn đo, suy nghĩ rất là nhiều. Bởi vì 25 triệu không phải là một con số nhỏ. Nhưng mà biết làm sao được bây giờ. Bây giờ thị trường nó vậy rồi, mức giá nó được định sẵn, xếp sẵn như thế rồi. Và người dùng chúng ta chỉ biết theo thôi. Nếu mà bây giờ trên thị trường có một chiếc laptop gaming nào mới 100% có mức giá chỉ là 15 triệu đồng thì ắt hẳn là những bọn laptop gaming có mức giá 25 triệu sẽ bị coi là đắt
hoặc là nó sẽ thuộc một phân khúc khác hẳn. Nhưng mà đáng tiếc là trên thị trường hiện nay của chúng ta không có một chiếc laptop gaming nào có mức giá 15 triệu cho hàng mới cả. Còn nhiệm vụ của những người đánh giá và trải nghiệm sản phẩm của chúng mình là xác định xem một sản phẩm nó thuộc phân khúc nào, nó có đem lại được những trải nghiệm đúng như quảng cáo hay không, và nó có xứng đáng với số tiền mà các bạn bỏ ra hay không. Tất nhiên rằng một sản phẩm giá rẻ thì mình sẽ không thể đôn nó lên, bê nó lên ở một phân khúc cao cấp hơn được. Mà nếu anh em sợ mua laptop gaming đắt ý, thì khỏi phải lo. Ở cửa hàng ThinkPro thì tất cả các sản phẩm laptop chính hãng đang được hoặc là tặng chuột gaming Zui, hoặc trừ thẳng 1 triệu rưỡi vào giá bán. Như vậy là giá laptop chính hãng tại cửa hàng ThinkPro đang gần như tốt nhất trên thị trường rồi, cùng nhiều cam kết tốt như là cân màn hình miễn phí, tặng cốt game vân vân. Anh em tham khảo đường link phía bên dưới nhá. Rồi ok, qua video này thì mình muốn mọi người xác định một cái tâm lý, đó chính là khi đi mua một sản phẩm mà đúng chuẩn gaming ấy thì không cần biết là nó thuộc phân khúc cao cấp hay là phân khúc giá rẻ. Các bạn cứ xác định một điều rằng mức giá của nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với những sản phẩm đơn thuần. Bởi vì nhu cầu sử dụng của một gamer nó cũng khác biệt và nó cũng cao hơn rất là nhiều so với nhu cầu của một người dùng đơn thuần. Ok, hy vọng rằng mọi người sẽ cảm thấy yêu thích video này. Và nếu mọi người thấy hay thì đừng quên subscribe channel và bấm chuông để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Mỗi lần nói laptop gaming 30 triệu là giá rẻ, mình cũng đau mồm lắm chứ bộ. Làm gì có tiền mà mua mà gọi nó là giá rẻ.